con đường phía trước còn dài không phải lý do để bạn đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để bạn bỏ cuộc. Đó là lý do để bạn bắt đầu, để trưởng thành, để hành động mạnh mẽ hơn. Leader Power Camp, khóa học đánh thức sức mạnh thủ lĩnh, sẽ giúp bạn đi sâu vào bên trong chính con người của bạn, khám phá sự quyết tâm, lòng can đảm và tính kỷ luật. Hành trình cuộc đời của bạn còn dài và gian khó, nhưng tràn đầy thử thách và cơ hội ở từng ngã rẽ. Cái vấn đề ngày hôm nay tôi đến chương trình này là đầu tiên tôi rất là mong muốn làm thế nào để biết cách để xây dựng team nhóm của mình một cách hiệu quả, quản trị team nhóm của mình, giúp team nhóm của mình tăng trưởng. Hệ thống của tôi thì trên bảo dưới không nghe, các bạn thủ lĩnh thì thường hoạt động theo kiểu cá nhân, cái tôi rất là lớn. Hệ thống của tôi sẽ không có sự thống nhất đồng bộ với nhau từ các quy trình và các cái kế hoạch. Đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia một khóa huấn luyện, tuy nhiên tôi tin chắc đây sẽ là một khóa huấn luyện mà cả đời tôi không bao giờ quên được. Bởi vì nó phù hợp với tôi tin chắc nó phù hợp với 99% những người mà đang kinh doanh hệ thống ở ngoài kia. Hãy bắt đầu điều mà bạn cần phải bắt đầu. Hãy kết thúc điều mà bạn cần phải kết thúc. Hãy vững vàng bước trên hành trình của cuộc đời mình. Ngay lúc này, bạn đang ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Với một lời cam kết, một lời hứa với chính tôi và với bạn, Leader Power King là một chương trình vô cùng tuyệt diệu. Tất cả những điều mà bạn sẽ gặp, những điều mà bạn sẽ học và những trải nghiệm mà bạn sẽ có sẽ kích hoạt bạn trở thành một phiên bản khác. May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải là nhặt được tiền. May mắn lớn nhất của cuộc đời là có một người dẫn bạn đến nền tảng cao hơn, mở mang tâm linh của bạn, khai sáng tâm trí của bạn, đánh thức sức mạnh khổng lồ bên trong bạn và đưa bạn đến một thế giới mới. Ngày mai có thật sự huy hoàng tùy thuộc vào hành động của bạn ngay hôm nay, ngay bây giờ và ngay lúc này. Leader Power Camp sẽ giúp bạn tìm ra chìa khóa khai mở mô hình kinh doanh mới, chiến lược và phương pháp xây dựng hệ thống, phương pháp tuyển người với số lượng lớn, xây dựng văn hóa đội nhóm, giúp hệ thống tự phát triển, xây dựng hệ thống bài bản theo quy trình, xác định được mục tiêu của cuộc đời bạn, của đội nhóm của bạn, đánh thức sức mạnh bên trong của bạn, giúp bạn nhìn ra 5 cấp độ để gây ảnh hưởng đến người khác, cách mà bạn sẽ dùng người trong từng lĩnh vực cụ thể, kỹ năng trở thành một leader, vượt qua mọi rào cản của bản thân, của gia đình, của xã hội để giúp bạn trở thành một leader thực thụ. Ở đây tôi cũng thấm thía hơn cái câu nói đó là muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Và tôi vô cùng biết ơn người thầy của tôi, người thầy Trần Toán, một người thầy đã làm cho tôi thay đổi cái cách suy nghĩ, cách làm, có những công thức, quy trình để mà tôi có thể thay đổi đội nhóm của tôi. Và tôi mang đến đây những cái leader của tôi, người chồng của tôi và những đồng đội của tôi, họ tất cả họ đã có sự thay đổi từ ngày đầu tiên đến bây giờ, là họ cảm thấy như lột xác. Bài học đầu tiên tôi nhận được là trong một team nhóm thì lần luôn có mục tiêu, và cái người leader phải là người luôn có mục tiêu. Bài học số 2 tôi nhận được trong chương trình này đó là làm thế nào để có thể là truyền thông tin tốt cho team nhóm của mình và gắn kết từng thành viên. Số 3 tôi nhận thấy được là trong lãnh đạo, trong team nhóm thì tình yêu thương rất là quan trọng. Nhưng trong tình yêu thương đó thì điều quan trọng hơn nữa, chúng ta cần có sự kỷ luật của từng team nhóm. Và cái sự kỷ luật cùng với đoàn kết, cùng với tình yêu thương, đặc biệt cái chương trình này giúp cho mình rất nhiều cung bậc cảm xúc về chinh phục mục tiêu, về cảm xúc, về hạnh phúc và chính phúc và lòng biết ơn và tình yêu thương đội nhóm hơn. Và cảm ơn thầy Trần Toán và cảm ơn tất cả anh chị trong Phonics ạ. Trong khóa học này chúng tôi được cảm nhận, được nhìn thấy cái cách mà thầy quan tâm đến học viên, cái cách thầy làm mẫu để chúng tôi có thể làm theo với hệ thống đội nhóm của mình. Thầy yêu thương học viên, tuy nhiên thầy vẫn có kỷ luật ở trong yêu thương đó. Biết ơn thầy. Biết ơn thầy rất nhiều. Sau khóa học này thì em thấy những thứ mình có là những thứ rất nhiều người ngoài kia đang cần. Và nếu mình không làm vì mình, ít nhất mình cũng phải làm vì những người thân xung quanh mình. Mình phải làm vì những người đang cần những kiến thức này của mình. Và một lời cam kết, sau khóa học này thầy sẽ nhìn thấy một Kim Anh hoàn toàn khác. Biết ơn thầy rất nhiều. Hãy nhớ, thế giới chỉ có hai loại người, hoặc là người dẫn đầu, hoặc là kẻ theo sau. Lựa chọn là do bạn. Hãy trở thành một thủ lĩnh có một sức mạnh. Chào bạn, tôi là Trần Toản, chuyên gia về marketing.